Chào các bạn, mình là kỹ sư Mai Thanh Thiện đến từ cửa hàng máy Hiệp Tân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mạch H802SE của Huacan. Đây là mạch điều khiển chạy hiệu ứng các công trình LED bezel ICE như ngôi sao nhà thờ, cổng chào, đài hoa. Sản phẩm có hỗ trợ điều khiển từ xa bằng remote hồng ngoại. Trong bộ sản phẩm bao gồm một mạch điều khiển, một remote và một thẻ nhớ SD 256MB. Trên điều khiển chính của chúng ta sẽ có các nút set, mod, cộng trừ, một màn hình hiển thị, một cổng nhận tín hiệu điều khiển hồng ngoại từ xa, một nguồn đầu vào để cấp nguồn cho mạch, bốn cổng đầu ra dùng để kết nối LED và một khe cắm thẻ nhớ. Trên remote chúng ta sẽ có các phím file để chọn file được chạy, confirmation để xác nhận thay đổi, speed để điều chỉnh tốc độ, các phím cộng trừ và các phím từ 0 đến 9 dùng để thiết lập các thông số trên, on playback để chạy tất cả chương trình, select playback để chọn một chương trình được chạy, selection để vào chế độ trộn màu. Để sử dụng sản phẩm, các bạn cũng sẽ cần vẽ sơ đồ mạch. Sau đó chúng ta sẽ nạp vào sơ đồ vào LED build để tạo hiệu ứng và cuối cùng là xuất file ra thẻ nhớ cắm vào điều khiển. Ở đây mình chỉ giới thiệu cách sử dụng nên mình sẽ vẽ nhanh sơ đồ vào thẳng LED build. Tuy nhiên với những công trình phức tạp, các bạn hãy vẽ vào Corel rồi nạp vào LED build vì LED build không có nhiều công cụ hỗ trợ vẽ. Ý tưởng của mình là sẽ dùng 4 dây LED F8 để chạy cả 4 cổng của điều khiển. Mình sẽ tạo một lưới ngang 25 cao 8. Sau đó bắt đầu từ cổng 1, mình vẽ các bóng LED nằm giết lát với nhau như thế này, vì dây LED khi bung ra nó sẽ có dạng như thế. Mình chỉ định đặt trên bàn chứ không cắm vào bảng nên mình sẽ vẽ đơn giản thế này thôi. Sau đó mình sang cổng 2, copy các bóng ở cổng 1 xuống và cứ thế đến hết. Ở bước tạo sơ đồ này các bạn chú ý, ở đây chúng ta chọn 4 dòng vì điều khiển của chúng ta có 4 đầu ra. Setting chọn đúng loại IC. Ở đây mình sử dụng F8 nên mình có thể chọn TM1812. Rồi, phần controller type bạn dựa theo tên của sản phẩm thì ở đây mình sẽ chọn là SE. Light type các bạn chọn đúng theo loại LED các bạn sử dụng, mình chọn RGB. Rồi sau khi xong chúng ta apply và exit. Mình sẽ demo thôi nên mình không lưu, mình chọn no. Rồi đây là sơ đồ của chúng ta và mình sẽ nạp vài chương trình đơn giản vào đây. Các bạn nạp bằng cách chọn color, chọn màu mà các bạn muốn, có thể chọn dải màu có sẵn hoặc chọn màu ở trên. Sau đó vào design, ở phần action chọn nhóm hiệu ứng, ở dưới các bạn chọn các hiệu ứng mà các bạn muốn. Chỗ này là số khung hình, ví dụ các bạn chọn hiệu ứng ray thì sẽ có 300 khung hình được đặt vào tương ứng với
số khung hình mà mình set ở đây là 300. Các bạn có thể thay đổi con số này tùy ý của mình. Thì để lưu file này lại, các bạn sẽ vào file Output Container Data, chọn những file mà bạn muốn xuất ra. Ở đây mình sẽ xuất hết toàn bộ từ file 1 đến file 300. Ok. Rồi, mình sẽ đặt lại tên và lưu nó lại với đuôi là .dat. Thì file này sẽ là file mà các bạn gửi vào thẻ nhớ để chạy chương trình. Mình sẽ tạo một số file cơ bản. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu demo nhé. Cách kết nối khá đơn giản, khi chúng ta chỉ cần nhìn vào ký hiệu có sẵn trên mạch là có thể kết nối được. Ở đây mình dùng LED F8-1903 nên mình kết nối dây data và RND của LED vào mạch theo đúng ký hiệu ở cái cổng và lưu ý chiều đi của tín hiệu. Kết nối cả 4 cổng như sơ đồ được vẽ ban đầu. Cắm thẻ nhớ vào, sắp xếp lại một tí, cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống và đây là thành quả. Rồi, bây giờ mình sẽ bật nguồn. Hiện tại mặc định các chương trình đang chạy xoay vòng. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh tùy bằng cách dùng remote hoặc nhấn trực tiếp trên mặt điều khiển. Ở đây mình đang dùng remote. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ website ledhiệptân.com hoặc để lại bình luận ở bên dưới nhé. Nếu thấy hay, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Led Hiệp Tân để đón xem các video mới nhé. Xin cảm ơn.